Cảm ơn anh trai. Này nói chuyện nghiêm túc thì mong em đừng buồn, nhưng đừng nghĩ gì nhiều. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều để không làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì đã không sống thật với bản thân của mình. Anh xin lỗi vì quá quan tâm và nghĩ không muốn tìm hiểu thêm những người mới. Anh xin lỗi vì làm em buồn. Chỉ cần thấy em vui với anh là đủ. Anh rất muốn nói câu anh yêu em, nhưng là quá muộn. Cố gắng sống tốt, hạnh phúc. Đây là bó hoa, chỉ là cảm ơn đến em, mà không phải là xin lỗi. Em cảm ơn anh đã thích em, đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà tí rồi bây giờ mình nói sai của anh đi ra. Tại em không có nói nhiều được, em ít nói, nhưng mà em muốn bày tỏ cảm xúc mình sao thì mong là nếu mà anh đã chọn một người á thì anh nên chú tâm một người thôi. Thôi em chỉ biết nói vậy thôi. Cảm ơn anh, chúc anh sống tốt, hạnh phúc. Điều gì nữa không? Em thấy hai cặp này là quá đẹp rồi. Austin với Lia V là em đã nói từ đầu chương trình tới giờ là hai người rất là hợp với nhau. Và cuối giờ thế nào cũng dắt tay nhau về thôi. Và nhân với ý thì từ cái ngày thứ tư là em thấy hai người rất là hợp và có nét phu thê luôn. Chúc mừng. Em muốn nói chuyện với anh Thành. Đừng có tỏ tình anh nha. Sau những cuộc hẹn cuối cùng, mỗi thành viên đều mang tâm trạng buồn vui khác hẳn nhau. Để em vui lắm nè mọi người. Bắt đầu từ buổi trưa nay, các bạn nam và các bạn nữ của ngôi nhà chung sẽ phải cách ly. Họ sẽ không được gặp nhau cho đến thời khắc quan trọng cuối cùng. Vậy là trưa nay, hai nhóm nam nữ phải ăn riêng với nhau. Với anh bây giờ ai bí ẩn không quan trọng. Bây giờ không cần biết là em với ý có phải bí ẩn không. Kệ, quen trước quen sau vậy. Làm mấy khóc lạnh đục mẹ. Nhâm tên. Anh sự tin thuê cái chung cư riêng á. Có thì bọn mình sau này ví dụ như tụ tập lại nấu ăn vui. Giờ có đâu bí ẩn á. Thì em vẫn nghĩ em điệu nha. Điệu ai? Nhìn mình hả? Hoài luôn á. Điệu với Austin. Nữa hả? Sao biết có căn hộ vậy? Biết nhá. Sao biết? Về nhà chị chơi nha. Sao biết? Về nhà chị chơi nha. Căn hộ của chị đúng không? Rồi. Hàng chị bữa không có con ít cho mình có căn hộ. Em xin phép buồn nhẹ chút xíu nha. Thì em buồn nhẹ thôi chứ không buồn nặng đâu. Em buồn nhẹ à? Buồn chưa hai lần. Không, buồn nhẹ, buồn vé ớt thôi. Buồn vé ớt. Buồn nhẹ lần thôi chứ không sao. Nên là tối qua khi mà mọi người kêu là ớt tin tỏ tình với em kêu là không á. Tại vì Diệu là cậu đó biết ổn. Thêm chị. Vì ơi, chị nhìn qua cái ánh mắt của chị, anh Austin, anh Austin rất là thích em luôn. Anh thích em cái gì đó? Đồng ý đi. Em có thấy cái gì đâu mọi người. Em xạo á, em đang xạo và chị thấy em đang xạo. Không, mình vô cái mình về. Vô. Tình chị em nha. Chị em muốn nha, em tốt nha. Em hay bốc nha. Đừng có đưa bơ nhau. Ok, không bơ nha. Tập trung nấu ăn cùng nhau nha. Ok nha. Vô về căn hộ chị nấu nha. Ok, căn hộ chị nấu. Xạo xạo. Về phòng khai nè.
Tôi nói một người rồi, chị Diệu đó tin là cậu đó bí ẩn rồi, tin tôi. Em hơi buồn chịu xíu thôi á, sao đâu. Em sốc đó chị, em sốc thiệt sự á. Em hơi buồn xíu không sao em... No. Tại vì không sao, em mạnh mẽ lắm sao. Em đang nói thiệt á, em đang nghiêm túc á. Tại vì mình cảm thấy chị Diệu với Austin cũng khá là hợp. Và Austin cũng là một trong những cái gu của chị Diệu á. Chị Diệu có từng tâm sự và chia sẻ với mình như vậy. Vintage Gardens Farmstay mang một không khí mát lạnh cùng một không gian rộng mở, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với núi đồi Bảo Lộc tạo nên những khung cảnh đầy thơ mộng và lãng mạn. Trong phòng nam, gần đến thời khắc quyết định, các chàng trai có vẻ khá hồi hộp. Mời đâu. Mau là mọi chuyện thuận lợi. Chúc mọi người anh có bài lúc này thế nào? Hồi hộp tại vì mình không biết nói tiếng Việt. Run. Hơi bối rối một tí. Rung. Thôi cũng là lần đầu cho nên là cũng không biết nói gì là chính xác nhất. Nhưng mà mong mọi người sẽ hiểu. Em không có gì để nói. Không có cảm giác gì hết. Em giấu hoàng sao lưng. Vậy gì đúng không? Đâu giấu hoàng sao lưng trước. Giấu sợ à. Gì mà sớm đó. Dạ, 1, 2, 3 rồi, tới bước. Nó thâu vậy. Hả? Thôi, bạo lực hả? Chút thôi chứ. Anh à, có phim kiếm hiệp chưa? Hả? Có phim kiếm hiệp chưa? Rút kiếm á. Ừ, cũng được ha. Đúng rồi. Không, nó giỡn á. Ồ, được á, cũng nằm đi nè. À. Đưa lên. Rồi, đúng rồi. Đâu vậy nè, mình sẽ cầm như vậy. Tại giờ mình nói, lỡ đập nhưng mà. Vì là mấy ba. Em coi phim á. Lấy anh đi. Ê, được á. Ê, thề. Thì anh làm chứ lấy không? Thấy thì không. Còn không em làm như kiểu bên Hàn Quốc á, chơi nè, Nhật Bản có mấy đứa rồi nè. Một là yêu anh, hai là ăn cái lóng hoa nhà đầu. Hơi nhẹ, hơi nhẹ, nhét gạch cho phay. Dân bỏ đồ xuống. Đồ làm cái này đi. Hơi khó nha, cái phần này hơi khó. Để em. Tôi nói là kiểu... Dạ cá bỏ nè, tôi từ đây là phi, để mình mặt nó quay lại. Bên này hơi xấu nha. Ừ đúng rồi, bây giờ nhớ vì đẹp. Giả bộ như là Vi đang đứng đợi em đi, em tự khoan nha. Không sao. Rồi. Kiểu như vậy. Cái vô luôn. Cái vô luôn. Ôi. Không được. Wow. Anh đi về cho em vui lòng nữa tiếp. Bình tĩnh. Anh biết là em thích vậy nhưng mà mình phải bình tĩnh chứ không. Ê cái đó làm cũng vui nha. Xém. Mà sợ quá. Ờ da hơi quá. Hơi quá. Ừ. Lại à. Ok. Nó là kiểu em. Come on. Chuẩn bị bước vào giây phút quan trọng là sẽ là một cái buổi tỏ tình nhau. Thì Lily hy vọng là anh Austin sẽ tỏ tình Vi. Cái gì vậy? Nói thiệt. Nói cái gì vậy? Nói gì làm cho em vui vậy chị? Vi nó nghĩ vậy hả mọi người? Rồi tới Vi đó. Em rung thôi chứ. Vi rung, Vi đang rung. Cái cảm xúc của Diệu trước cái buổi tỏ tình chiều hôm nay là rung quá không biết nói gì hết. Rất là rung luôn. Mặc dù mình biết là mình sẽ rung, nói chung mình rung. Cái này hơi vui chung quá quá. Chuẩn bị đến buổi tỏ tình thì mặc dù bên ngoài rất là bình thường và nói mọi người là đau bụng nhưng mà trong lòng rất là rung. Hết rung. Mắt rung. Này 1, 2, 3 rung nè. 1, 2, 3 rung. Thiệt luôn á mọi người. Thiệt luôn. Không giải thích được á. Không giỡn nó thiệt, không giỡn, rung thiệt. Hồi hộp. Rung nhiều, rung nhiều lần. Nhiều trên 2 lần. Không phải rung 1 lần đâu, rung mà rung nhiều, không phải rung đùa, không rung giỡn. Không phải rung ít đâu. Rung phải ít. Chị em chuẩn bị. Mày ơi. Chị em mà chuẩn bị sai cách rồi. Chuẩn bị drama hả? Chuẩn bị drama hả? Trước thời khắc quan trọng, bỗng nhiên Minh rời khỏi phòng đi tìm kiếm một cái gì đó. Ủa, chỗ cây của em rồi.
Giờ khắc quyết định rồi cũng đến. Các thành viên đang bước đến điểm hẹn. Ok. Ôi trời ơi, cặp nó đẹp quá. Quá trời luôn. Sao vậy, nói sao ta? Bình tĩnh đi, thấy ta sâu chưa? Đáng suy nghĩ. Anh cũng không biết nói tiếng Việt rõ rành hả? Để anh hơi lung chút mà. Có hai đặc điểm anh thích từ em là em cười rất đẹp. Và mỗi lần em cười á là anh muốn cười theo luôn. Điều thứ hai là mỗi lần kiểu lúc mà anh nói chuyện á là cảm thấy là em là người hiểu nhanh nhất, thì anh nói lớn nhiều á, em biết liền quá, thì anh thấy rất là hay. Về tình cảm mấy thứ vậy anh không thích đặt nặng chuyện về tình cảm, mà anh hy vọng sau chương trình này đi đâu có duyên rồi. Nếu có duyên thì tự nhiên. Có duyên thì tự nhiên. Thì cái này dành cho em. Để em nói trước một chút xíu nha. Thật ra là những cái ngày vừa qua ấy, kể từ cái lần mà gặp anh lần đầu là em là tiếp xúc anh đầu tiên. Rồi đến những cái lúc mà em cảm thấy là anh có thay đổi, anh có tiếp thu sau những lần mà em góp ý với anh. Cũng như là những cái câu chuyện của tụi mình á, mình tìm ra được nhiều điểm chung. Thì nếu như mình như vậy nói là em không có ấn tượng với anh thì là em nói dối. Em có ấn tượng với anh. Em thấy cái chương trình này là một cái gì đó hoàn toàn khác với cuộc sống ngoài đời. Đúng rồi. Nên là tụi mình đã tìm ra được rất là nhiều điểm chung trong chương trình. Nhưng mà em không có chắc là sau ngoài chương trình mình sẽ như thế nào ấy. Một cuộc sống không có máy quay, không có mình sẽ có thêm tác động từ công việc, tác động từ thời gian. Em sẽ coi đây là một cái lời mà gọi như là đồng ý để mà sau chương trình tụi mình có thêm cái có thể giữ liên lạc với nhau để mà tìm hiểu thêm nhau. Ok, vỗ tay mọi người. Chú rể tiến về lễ đài. Sao nhìn chị vậy? Em hả? Bình tĩnh vô. Xin lỗi vì anh quá là nhút nhát và không có thể mà cố gắng để tìm hiểu em nhiều hơn sau 7 ngày vừa qua. Và cảm ơn em đã thay anh làm điều đó. Và anh mong rằng sau chương trình này em không cần phải làm điều đó nữa, và người làm điều đó chính là anh. Cảm ơn em. Không muốn nói gì không? Không biết nói gì luôn mày. Em biết nói gì luôn, không hiểu à. Ông thấy.
chị run thiệt á. Bây giờ chị hiểu cảm giác của hai người nữa. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Không nhắm được. Nhắm đi. Không nhắm được. Nhắm mắt lại. Ôi sợ lắm, chị sợ lắm. Nhắm mắt lại đi. Xe tới kia luôn. Thì đây là cái món quà mà anh muốn tặng em từ lúc mà anh nghĩ là em cũng biết. Hóa ra đây là chậu cây mà Minh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Thì anh giấu nó luôn. Anh giấu nó là bữa giờ. Có thể có người biết sự hiện diện của nó, có thể có người không biết, em cũng không biết ha. Thì anh muốn em chăm sóc tốt cho nó. Em cầm đi. Cây đó là quý nhất, với lại anh thấy nó chỉ có hai cái á, tượng trưng cho hai người. Anh thì không có được cho qua Mỹ hay là cái gì đó bông từ, anh chỉ có cái bông sen đá. Thời gian qua anh nói là anh hiểu lầm nhiều. Thật sự em là một người con gái rất là tốt, giỏi, tốt, xinh đẹp. Nếu như anh tìm hiểu một người 7 ngày thì mà ở chung anh đã dành ra 7 ngày đó để có thử mình có tìm được người không. Thì người đầu tiên anh chọn vẫn là em, người cuối cùng cũng vậy. Thì trước giờ anh nói hết anh như thế nào với em, anh nói hết với em hoặc bây giờ anh muốn nghe từ em. Thật lòng em thấy anh Minh là một người rất rất tốt luôn, và anh Minh có kinh nghiệm sống nhiều hơn em, mọi thứ đều rất là tốt. Nhưng mà hiện tại em cũng không hiểu trái tim mình đang nghĩ gì. Em cũng không biết là mình nên làm theo lý trí hay là trái tim. Để mà nói em không có tình cảm với anh Minh á, thì thật sự là không có đúng. Có, nhưng mà em không biết là nó đang ở cái mức nào. Đã đủ chưa? Nên thì bây giờ em nghĩ là hai anh em mình nên làm bạn trước. Nếu có duyên, ắt sẽ có nợ. Sau này mình chưa biết trước được, thì bây giờ mình nên làm bạn trước. Anh hiểu em đúng không? Đây, em mua mình. Cái này là cũng vô tình thôi chứ không có cố tình. Đi xe buổi trưa nắng á, thì ngồi gần anh Minh thì Dũng vô tình với qua để kéo cái rèm cửa cho nó bớt nắng. Thì thấy nhìn ngang thì thấy ở trong cái messenger của anh Minh á, là có nick là bé yêu hai tim. Thì Dũng nghĩ là anh Minh ngoài đời có người yêu rồi. Cái tên được lưu trên điện thoại đó chính là bé mà hay quay chung xe với mình. Bé đó nó giống như là cực kỳ thân với mình, nó là em gái của mình. Và bé đó hiện tại là đang có người yêu. Người yêu cũng công khai trên Facebook. Dự thì chưa có làm rõ và xác minh cái vấn đề này với anh Minh, bởi vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Và Dự cũng thấy tình cảm giữa Dự và anh Minh á, nó đang còn ở cái mức mà chưa đến cái độ mà mình có quyền để hỏi và thắc mắc những cái vấn đề đó. Cái tình cảm anh em của tụi mình rất là thân thiết, hầu như là anh em ruột. Từ lúc mà mình chưa có gì cho đến lúc mình có gì là bé luôn bên cạnh và giúp đỡ cho mình. Đấy. Và trong chuyến hành trình đó thì bé vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm là như thế nào rồi, ổn chưa. Tại vì thực sự trong cái gia đình nhỏ của mình á, gia đình xe showroom của mình á, là con bé là người quan tâm mình nhất. Và hiện tại là con bé vẫn đang có người yêu. Thì nếu như mà những cái suy nghĩ của Diệu đó là nó sai, sau này Diệu biết sai thì cũng có hối tiếc, nhưng mà hối tiếc ít thôi. Bởi vì cái gì mình đã làm á thì mình cũng đã suy nghĩ chín chắn rồi.
chứ không có gì là 100% là đúng cả. Nhân, em có thể dẫn ý lên thầy Minh được không? Cảm ơn anh trai. Này nói chuyện nghiêm túc thì mong em đừng buồn, em đừng nghĩ gì nhiều. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều để không làm tổn thương em. Anh xin lỗi vì đã không sống thật với bản thân của mình. Anh xin lỗi vì quá quan tâm và nghĩ thầm muốn tìm hiểu thêm những người mới. Anh xin lỗi vì làm em buồn. Chỉ cần thấy em vui với anh là đủ. Anh rất muốn nói câu anh yêu em, nhưng là quá muộn. Cô gái sống tốt, hạnh phúc. Đây là bó hoa, chỉ là cảm ơn đến em và cũng là xin lỗi. Em cảm ơn anh vì đã thích em, đã dành tình cảm cho em. Mà tiếc là bây giờ những lỗi sai của anh gây ra. Tại em không có nói nhiều được, em ít nói, nhưng mà em muốn bày tỏ cảm xúc mình sao thì mong là nếu mà anh đã chọn một người á thì anh nên chú tâm một người thôi. Thôi em chỉ biết nói vậy thôi. Cảm ơn anh, chúc anh sống tốt, hạnh phúc. Điều gì nữa không? Em thấy hai cặp này là quá đẹp rồi. Austin với Lia V là em đã nói từ đầu chương trình tới giờ là hai người rất là hợp với nhau. Và cuối giờ thế nào cũng dắt tay nhau về thôi. Và nhân với ý thì từ cái ngày thứ tư là em thấy hai người rất là hợp và có nét phu thê luôn. Chúc mừng. Em muốn nói chuyện với anh Thành. Đừng có tỏ tình anh nha. Xin lỗi là từ chối luôn. Cầm hoa ra hơi kỳ thôi. Việc đầu tiên là em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã dạy rất nhiều điều cho một thằng em như em và xem em như là một thằng em trai. Em chưa từng có một người anh và em mong muốn rằng sau chương trình này mình có thể là anh em với nhau. Và anh là một người em rất là ngưỡng mộ, từ tính cách, từ cách bày tỏ, và thực sự em thấy em và anh có rất nhiều điểm giống nhau. Em mong anh không có ghét em. Điều đó em biết anh sẽ không ghét em, nhưng mà em muốn mình có thể thân thiết hơn. Anh luôn coi em như người em trai của anh, chưa bao giờ anh ghét bỏ em. Chỉ cần sống tốt và hạnh phúc là được. Thấy chưa? Cảm ơn cô. Anh ơi. Không cả nữa. Được chưa? Cảm ơn anh. Ừ. Rồi giờ chỗ đi. Nhớ quà của chung em. Dạ yeah. Trời ơi, đánh đứt nhau nữa. Mời cặp đôi bí ẩn bước lên. Wow, wow, wow. Chị đúng quá.
Tin à? Diễn tốt lắm các bạn ơi. Không ngờ luôn. Không, thật sự không muốn giỏi luôn. Không thì mình biết rồi. Không thể luôn á. Người nam thì có thể đoán được. Người nam mà đoán được rồi, kiểu với bên nữ nè. Anh đoán Nhân với lại Vi. Nhân. Nhân với Vi á hả? Như là nói anh tha thứ cho chú. Nhân với Ly. Vi. Em à? Vậy sao anh hay chọc là Nhân với Vi với Austin? Austin là anh biết ngay từ đầu rồi. Anh em ngủ với nhau biết rồi. Anh đoán Nhân mà. Nhân với em à? Mọi người bất ngờ không nha? Không. 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 Nam thì bất ngờ. Có gì bất ngờ đâu, có xe đâu bất ngờ đâu. Ghét hả? Hơi giận không muốn vỗ tay luôn, vỗ luôn. Em xin lỗi mọi người. Hơi buồn nhẹ thôi. Không sao đâu, 20 triệu chứ không gì hết trơn. 20 triệu nha. 20 triệu nha mọi người. Hãy nè, nếu gì có ai đón không? Có ai đón em ý không? Có. Có ai đón không? Nếu đón thì không có rồi. Có một bạn đã đoán được cặp đôi bí ẩn. Đó là bạn gì? Hôm nay là ngày cuối cùng thì mình nghĩ là cặp đôi bí ẩn sẽ là Nhân và Ý. Chó thông minh luôn hả em? Dạ. Ai nói em gái? Ai nói em? Gái cũng đáng là em gái thôi. Em gái tôi. Thật ra năm sinh của em là năm 2000. À. Giờ mới biết luôn. Cái thằng bé này bây giờ mới biết luôn á. Gọi chị bằng chị luôn á. Em 2 tuổi chị mà kết gọi cho em chị nhiều vậy. Nhưng quá mà trời quá đất rồi. Lúc đầu mình đã như vậy rồi tại do mấy người ép buộc em á. Ai ép em? Ai ép nói chị đi. Vậy kêu hả? Con kêu xin mời chị. Tại vì kêu xin chị bảy. Bảo đi nào. Nói chính bảy. Tên mời cho tên. Mừng chị. Mới đây. Giờ sao? Bữa anh em mình không có giống như sao ta? Tony. Good. Để anh thử nó chưa? Muốn lăn đồ chè nào? Chọn đi. Xí Thị, em xí đi. Đạp em anh... có một cái ý kiến nữa. Sao? Mọi người có nhớ cái vụ mà kêu là nếu mà em không phải là cặp đôi bí ẩn thì có ai đó lăn đồ chè không hả? Dạ. Vì nói nhiều cái bữa đó mà bây giờ mình đã mình là cặp đôi bí ẩn rồi, đích tên là đạp sư lọt xuống. Nếu mà em không phải sao chứ mọi người cứ nói hoài vậy? Em không phải, anh tự lăn nhú. Yeah. Hai bạn bây giờ tính lăn đồ chè nào đấy hả? Trời nào hấp hấp á. Anh quá thất vọng về chú rồi. Người em cảm thấy có lỗi nhất là anh Thành. Nhưng mà mong anh chúc phúc cho hai bọn em. Anh muốn chơi với em hay chơi với nó? Đúng không? À. Anh chọn đi. Một thằng thiệt lỏng là một thằng xạo chó. Không xạo. Xạo. Anh không có tính cặp đôi bí ẩn nha. Không có tính cái cặp đôi bí ẩn là chương trình yêu cầu. Cái đầu tiên là xạo với mình tuổi tác là thấy là không chơi được rồi. Hèn gì chị Diệu đồ. Nó nhỏ tuổi hơn mình đó. Dạ anh chỉ đang nghĩ đến một cái á. Đích tình rồi, thủ cái gì trong người đó. Đích tình là thủ rồi, là chơi rồi đó. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Yeah. Không anh em gì đó đi vậy. Mừng Nguyên nha. Về phòng chị tính sổ em. Đi ra phòng đi. Ngôi nhà chung series 12 đã kết thúc, để lại cho các bạn thật nhiều kỷ niệm vui buồn. Chắc hẳn sẽ rất khó quên đối với tất cả các thành viên. Chúc mừng Austin và Vi đã tìm thấy nhau. Và dù Nhân và Ý không giữ được bí mật, nhưng cả hai bạn đã có một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc tình của mình.